Đây chính là giấy đính ước 4.000 năm trước Phụ Đế và Thủy Thần đã lập ra. Chữ đẹp, chữ đẹp quá. Hai chữ Thái Di mạnh mẽ hữu lực, hai chữ Lạc Lâm phiêu dật thanh kỳ, còn về hai chữ Nhuận Ngọc như nước chảy mây trôi lại lộ ra cốt cách xuất chúng. Tiểu Ngư Tiên Quan, ngay cả chữ viết của ngươi cũng đẹp thế này, quả nhiên là tiền đồ vô lượng đó. Thường thôi, bây giờ còn phải phiền Cẩm Mịch Tiên Tử bổ sung tục danh của nàng vào. Nhưng chữ viết của ta không đẹp cho lắm. Không sao đâu. Thôi được. Chữ viết không đẹp làm dẫn đục văn hay chữ tốt của các người, chớ trách ta nha. Cẩm Mịch Tiên Tử khiêm tốn quá. Chữ viết của nàng dường như ta đã gặp qua rồi. Hình như được danh gia nào chỉ điểm đó. Danh gia chỉ điểm gì chứ? Toàn là Phượng Hoàng ép ta viết đó. Ta đi theo hắn cũng luyện được 100 năm. Hóa ra là vậy sao? Phượng Hoàng giỏi nhất là thể chữ phi bạch, thần thái phấn khởi, phóng khoáng rõ ràng. Chỉ là riêng từ đơn thì được. Nếu chữ nào cũng dùng thể chữ phi bạch để viết, khó tránh có phần tùy tiện, không hợp quy cách. Ngày tháng còn dài, ta sẽ dạy cho Cẩm Mịch Tiên Tử hành thư ngụy bia. Thế nào, lại phải luyện chữ sao? Ta không luyện chữ có được không? Ta đã viết như thế này rất lâu rồi đó. Huống hồ từ lúc ta bắt đầu cầm bút đã viết kiểu đó, ta đã viết quen tay rồi. Lùi xuống đi. Dân bé ngoan. Nhìn xem, đây là cái gì? Ăn đi, ăn đi. Nào. Được, được, được. Để xuống đất cho người tự ăn nha. Ăn đi. Ngoan. Nào, 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 nào. Ăn đi. Ngoan thật đó. Tuổi còn nhỏ mà đã biết ăn mềm sợ cứng. Có tiền đồ. Có tiền đồ. Nhuận Ngọc không có thần vật quý giá gì có thể tặng cho nàng hết. Chỉ có yểm thú này còn xem như là quý hiếm. Nếu Cẩm Mịch Tiên Tử thích, từ nay về sau hãy để nó đồng hành với nàng đi. Một thời gian nữa đợi nó to lớn hơn một chút thì có thể thay vật cưỡi được. Mong Cẩm Mịch Tiên Tử đừng chê. Sao lại chê chứ? Cưỡi hươu còn đỡ phí sức hơn mình tự bay nhiều. Phải không nào bé ngoan? Sau này vất vả cho ngươi rồi. Ta sẽ cố hết sức không mập lên, có được không? Được rồi, được rồi. Ngươi tự đi chơi đi. Ngoan nha. Đi đi, đi đi. Cẩm Mịch Tiên Tử, Nhuận Ngọc thanh bần, cả đời bầu bạn với đêm đen, không có địa vị tôn quý, cũng ít bạn bè thân thuộc, dốc hết tất cả cũng chỉ có vài con tiểu thú, nhà cửa sơ sài đơn giản. Ngày sau nếu Cẩm Mịch Tiên Tử làm vợ của ta, tớ phải chịu ít nhiều buồn tủi. Cẩm Mịch Tiên Tử có chê bai hay không? Nghe nói phàm là nữ tử thì đều phải gả cho người ta, lấy ai mà chẳng là lấy. Huống hồ Tiểu Ngư Tiên Quan linh lực cao cường, sau này cùng nhau linh tu nhất định có thể tiến bộ không ít. Không chê đâu, ta thấy cũng đáng lắm. Vậy lúc nào chúng ta linh tu? Không vội. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ gọi nàng là Mịch Nhi, được chứ? Tất nhiên là được. Ngươi xem qua nè, nó chảnh chọe thật đó. Đã nhiều ngày vậy rồi, vẫn còn tay ôm đàn che nửa mặt qua, cũng không biết lúc nào mới hoàn toàn nở rộ. Cẩm Mịch Tiên Tử có biết hoa quỳnh này cũng có một truyền thuyết đẹp đẽ thê lương? Vậy sao? Truyền thuyết gì? Tương truyền vạn năm trước, hoa quỳnh đem lòng yêu thương di thiên thượng thần, ngày ngày tưới nước nhổ cỏ cho nó, ngày ngày nở hoa, mùa mùa rực rỡ. Nhưng nó không hề biết rằng tiên thượng mà nó ái mộ, một lòng tu đạo, sớm đã cắt đứt thất tình lục dục. Hoa quỳnh đợi thượng thần mấy nghìn năm cũng không đợi được một lần ngoái đầu của tiên thượng, mà đêm trọng hạ hàng năm, thượng thần đều sẽ lên núi hái sương pha trà. Vào lúc này, hoa quỳnh sẽ dùng hết tinh khí cả năm của nó
để nở rộ một khoảnh khắc đẹp nhất trong đời. Chỉ có điều Hoa Quỳnh lại không biết, không phải là thượng thần vô tình, mà là thượng thần sớm đã tạ thế, về với cát bụi, không thể hữu tình. Thì ra lại là câu chuyện bi thảm như vậy. Vậy loài hoa này là loài hoa mang điềm xấu rồi. Lát nữa ta sẽ tặng một đóa khác cho ngươi. Sao lại là điềm xấu được chứ? Cũng may là có Hoa Quỳnh, Mịch Nhi mới có thể ngồi bên cạnh cùng ta thưởng hoa. Nhẫn nại thêm mấy canh giờ nữa đi. Vậy ta đi gác đêm treo trăng trước đây. Giờ tuất hôm nay không gặp không về. Được, tiểu ngư tiên hoa. Kẻ nào to gan dám xông vào Nam Thiên Môn, đuổi theo. Đuổi theo, đuổi theo. Là ta đây. Điện hạ, theo phá quân tinh quân đến bẩm báo, vừa rồi có kẻ nửa đêm xông vào Nam Thiên Môn. Kẻ xông vào hình như là xà tiên, trước mắt đang truy bắt, đúng là tự dân đến miệng cọp, đang muốn đi tìm hắn. Phái thêm người đêm nay nhất định phải giúp phá quân bắt sống Ngạn Hữu. Thuộc hạ đã rõ, phái người đi mời dạ thần đến đây. Tuân lệnh, đi đi. Liễu Thính, điện hạ, giúp ta đưa cái hộp này cho Cẩm Mịch, thay ta nói lời xin lỗi với nàng ấy. Cứ nói là ta đêm nay có việc làm gián đoạn, không thể đúng hẹn với nàng ấy, hôm khác sẽ gặp nàng ấy sau. Điện hạ, Cẩm Mịch đối xử với người như vậy, chúng ta còn tặng cô ta bánh tro linh lực, còn phải xin lỗi hay sao? Liễu Thính cảm thấy không đáng. Cái gì mà đáng hay không đáng? Mau đi đi. Sao vậy? Lư hương của ta đã bị kẻ khác xê dịch chút ít. Không hay rồi. Hôm nay có người từng đến đây. Ông chắc chắn không phải gió thổi đó chứ? Có điểm gì bất thường không? Cũng may không có dấu vết bị xáo trộn. Ta nói nè, Thử Tiên đại nhân, lần trước ông hại ta thê thảm lắm rồi đó. Con chủ nhắc ông thả ra đã hại ta gánh thêm một đống tội trên người. Hôm đó thiếu chủ quả thật không nên ra tay cứu Cẩm Mịch tiên tử đi mới phải chứ. Trước mắt e rằng thiên hậu và quả thần sớm đã nghi ngờ hai ta rồi đó. Chân thân Cẩm Mịch đã lộ rồi, thực ra đã giúp chúng ta đạt được mục đích. Sao ta có thể nhẫn tâm nhìn mỹ nhân xinh đẹp e thẹn ngây thơ bị con gà cái đó mổ tới chết? Thiếu chủ bảo vệ cô ta như vậy, lẽ nào đã động tư tình rồi sao? Người có biết thân phận của vị tiên tử này hay không? Biết chứ, con gái thủy thần. Cô ta đã có hôn ước với dạ thần rồi, cũng qua lại thân thiết với quả thần lắm đó. Theo kinh nghiệm bao lâu nay của ta, huynh đệ hai người bọn họ sớm muộn cũng sẽ ghen tuông tranh giành nàng ấy mà thôi. Chuyện tốt, người đó. Nếu đã như vậy, người đi trêu chọc cô ta làm gì chứ? Cẩm Mịch là bằng hữu của ta, tâm tư cô ấy rất đơn thuần. Ta quả thật có chút không nhẫn tâm kéo nàng ấy vào mối ân oán này đâu. Đúng rồi, ân phụ phái ta đến đưa thư cho thủy thần.
Dạo gần đây người của Tê Ngô Cung luôn theo sát để ý Lạc Tương phủ. Hôm nay may mà có ta kéo người lại đó, bằng không người đúng là tự chui đầu vào rọ. Quả thần đã bắt đầu nghi ngờ Thủy thần rồi, hắn vẫn luôn án binh bất động. Thật không biết quả thần này nghĩ gì trong đầu nữa chứ. Vẫn như cũ, bức thư này sẽ do ông đi đưa. Ta đã thăm dò mấy lần, trước giờ Thủy thần chưa hề mở thư của ông chủ ra xem. Mấy bức thư trước cũng bị trả về. Sáng nay Thủy thần cũng nói rõ với ta, hắn mới nhận lại con gái, chỉ muốn an hưởng tuổi già thôi, không có hứng tham gia đại kế của chúng ta. Ta thấy không cần thiết phải lôi kéo hắn nữa đâu. Hắn muốn sống những ngày tháng yên ổn cũng phải xem thiên hậu có đồng ý hay không. Vậy bức thư này thôi bỏ đi. Thời thế xoay dần, cảm mệt tiên tử và dạ thần liên hôn, chắc chắn thiên hậu sẽ khó để yên. Tới lúc đó Thủy thần không thể tự quyết được nữa, ta sẽ giữ bức thư này để sau này còn dùng tới. Hỏng rồi. Sao vậy? Không thấy bức thư đó đâu nữa. Xem ra ta đã bị lộ rồi đó. Nơi này không thể ở lâu, người cũng đừng đi tìm Thủy thần nữa. Mau đi đi, ta không thể để ngươi một mình gặp nguy hiểm được đâu. Muốn đi thì cùng đi. Người có thấy con chuột nào trong lỗ mà không thể thoát thân hay không? Yên tâm đi. Cảm mệt tiên tử, đây chính là thư đồng của quả thần điện hạ. Cảm mệt sao? Chính là tinh linh này sao? Cô ta mai mà đã liên hôn với dạ thần điện hạ đó, nếu không không biết sẽ hại thêm bao nhiêu người nữa. Hôm qua ta nghe được một câu chuyện thú vị, quả thần điện hạ tặng hoàng đế Phượng Linh cho Cảm Mệt. Thật sao? Hoàng đế Phượng Linh là thánh vật chí tôn của tộc Phượng Hoàng, là pháp khí hộ thể, chỉ có thể đưa cho người thân thiết nhất của mình. Ngày đại hôn của thiên hậu, người đã tặng hoàng đế Phượng Linh làm tín vật tặng thiên đế. Bây giờ quả thần điện hạ làm như vậy, yêu nghiệt, yêu nghiệt. Ta thứ nhất không giết người, thứ hai không phóng quả, sao có thể là yêu nghiệt được chứ? Cẩm Mệt tiên tử, tiểu tiên lỡ lời, mong Cẩm Mệt tiên tử tha tội. Mau đi đi. Sao vậy? Được rồi, được rồi, ta biết rồi. Ở bên đó. Đi thôi, đi thôi. Chậm thôi. Đi chậm thôi, bé ngoan. Đi, chúng ta cùng đi ngắm hoa nha. Xem người vui chưa kìa. Được thôi. Chậm thôi. Không đúng. Bây giờ có phải đã là giờ tuất rồi không? Giờ tuất ngày mai, bên bờ Lưu Tử Trì. Đợi ta. Giờ tuất ngày mai, không phải là bây giờ sao? Xong rồi, xong rồi. Phượng Hoàng chắc chắn sẽ giận muốn giết ta mất. Bé ngoan à, ngươi tự đi chơi đi nha, ta đi trước đây. Bé ngoan, được rồi. Không phải hoa vẫn chưa nở sao, đúng không? Đợi hoa nở rồi ta sẽ cùng ngươi đi xem. Ngươi đừng cắn ta nữa, đừng kéo ta nữa, nghe lời đi. Thả ta ra. Đây không phải là tiên thị liệu thính của Tê Ngô Cung sao? Cô là tiên thị của Đại Điện Hạ sao? Đúng vậy. Tiên thị tới có việc gì không? Nhị Điện Hạ bảo ta tới tặng đồ cho Cẩm Mịch. Ta vừa tới Lạc Tương phủ, tiên thị ở đó nói hôm nay cô ấy ở chỗ của các ngươi, nên ta bèn qua đây. Tiên thị vất vả rồi, chi bằng ta giúp ngươi tặng cho Cẩm Mịch tiên tử, sau đó ngươi về nghỉ ngơi sớm đi, thế nào? Vị tiên tử này, vừa rồi cô không nghe rõ sao? Nhị Điện Hạ đã nói rồi, bảo ta đích thân tặng cho Cẩm Mịch tiên tử. Sao? Tuyền Cơ Cung muốn ngăn cản ta sao? Ta có lòng tốt giúp cho ngươi tặng đồ, ngươi cũng nhỏ mọn quá rồi đó. Cẩm Mịch tiên tử và Đại Điện Hạ nhà ta đã có hôn ước rồi, nói ra cũng coi như đã là người của Tuyền Cơ Cung.
không có lý gì phải gặp ngươi hết. Chuyện gì cũng phải có thứ tự trước sau. Cảm mệt quen điện hạ nhà ta trước. Dựa vào đâu mà điện hạ nhà các cô lại ngang nhiên chiếm đoạt chứ? Thứ tự trước sau sao? Nói hay lắm. Cẩm Mịch tiên tử và đại điện hạ nhà ta 4.000 năm trước đã có hôn ước. Nếu nói ngang nhiên chiếm đoạt, có lẽ là nhị điện hạ nhà các ngươi không tuân thủ quy tắc mới đúng. Được được được, dù sao ta cũng không muốn gặp cô ta. Nhị điện hạ đã nói rồi, xin lỗi Cẩm Mịch tiên tử. Nói với cô ấy, đêm nay có việc không thể đến nơi hẹn, hẹn hôm khác. Ta đã chuyển lời và đồ rồi đó, đừng có để xảy ra chuyện gì hết. Nếu điện hạ hỏi đến, ta nhất định sẽ tìm cô. Biết rồi. Thả ta ra, bé ngoan. Bé ngoan, ngoan đi nào. Thả ta ra có được không, bé ngoan? Ngươi cho ta đi trước được không? Ngươi đừng cắn ta, đừng kéo ta nữa. Nghe lời đi. Ta thật sự có việc, ta mà đến trễ là ta chết chắc đó. Bé ngoan, bé ngoan à, Cẩm Mịch tiên tử, cô đến thật đúng lúc. Cô mau nói với nó đừng kéo ta nữa, ta đang có việc đó. Cẩm Mịch tiên tử muốn đến chỗ hẹn của nhị điện hạ sao? Phải đó, hình như hắn có chuyện muốn tìm ta. Đây là do người của bên Tê Ngô Cung đưa đến cho ta sao? Bánh tro linh lực. Người bên Tê Ngô Cung nói nhị điện hạ đột nhiên có việc không thể đến cuộc hẹn. Con chim hỉ nộ vô thường này. Vậy tiểu ngư tiên quan khi nào về? Đại điện hạ đang trên đường về, bị nhị điện hạ gọi đi nghị sự rồi. E là sẽ trễ một tí. Xem ra trong lòng của Phượng Hoàng cũng quan tâm ta lắm đó. Ta có vài lời muốn nói với cô. Mời nói. Nếu cô đã có hôn ước với đại điện hạ nhà ta, vậy chúng ta không thể dây dưa không rõ với người bên Tê Ngô Cung. Cô nói có phải không? Như vậy với cô, với đại điện hạ, nhị điện hạ đều không tốt. Nhân duyên do trời định. Những chuyện xưa lâm la ngày trước đều bỏ hết đi thôi. Nhân duyên, chuyện xưa lâm la là ý gì chứ? Một chim một thú, hẹn cũng đã hẹn chung, mà quỷ hẹn cũng quỷ chung luôn. Sao lại ăn ý như vậy chứ? Hai người họ đi làm gì vậy? Ta biết rồi, cảnh giới này không linh tu thì không biết được đâu. Hai người nhỏ mọn này, linh tu chuyện tốt như vậy mà không kêu mình sao? Cũng đành thôi, ta tự mình ăn bánh tro. Ta đã phong tỏa Nam Bắc Thiên Môn và mọi lối ra, đang hợp lực bao vây. Lát nữa bắt được hắn, ta sẽ dẫn người bao vây, không sợ hắn không dốc toàn lực. Còn về việc sau khi dụ rắn ra khỏi hang, chuyện phía sau cứ giao cho ta đi. Ta đã từng giao thủ với hắc y nhân, chỉ cần ngạn hữu dám lấy ra 3 phần tu vi, ta nhất định có thể kiểm tra rõ ràng. Ta có dự cảm con rắn này không 9 thì 10 chính là người đó. Vốn tưởng rằng hôn ước của ta và Cẩm Mịch sẽ khiến cho huynh đệ chúng ta xa cách, không ngờ đệ vẫn một lòng nghĩ cho ta. Đại điện, đừng nói vậy. Chuyện nào ra chuyện đó. Chuyện này liên quan đến sự trong sạch của đại điện. Hắc y nhân lại nhắm vào ta, cho nên ta nhất định phải trả lại sự trong sạch cho huynh, cho huynh câu trả lời. Điện hạ, xà tiên đi về hướng Tuyền Cơ Cung. Tiêu rồi, Cẩm Mịch vẫn còn ở trong cung của ta. Thưởng hoa, ăn bánh tro linh lực, vui vẻ tựa thần tiên. Bánh tro 500 năm linh lực, xem ra Húc Phượng thật sự ngày càng hào phóng. Phất tường qua ảnh động, nghi thị Ngọc Nhân Lai.
Hoác Xích Quân, ra đây cho ta. Đoán một cái là trúng. Mỹ nhân, chẳng lẽ nàng lúc này tâm tâm niệm niệm cũng là ta hay sao? Không biết xấu hổ, lại có thể ngâm bài thơ ớn đến như vậy đó. Trong những bằng hữu ta quen biết, ngoại trừ ngươi thì không còn ai nữa đâu. Hoa Quỳnh còn gọi là Nguyệt Hạ Mỹ Nhân. Đêm nay Mỹ Nhân dưới trăng thưởng Nguyệt Hạ Mỹ Nhân, thật là chuyện tốt thành đôi. Nàng nói xem, quả thần và giả thần có phải bị thần kinh không? Để một Nguyệt Hạ Mỹ Nhân ở đây không thèm thưởng thức, lại cứ đi truy bắt một tiểu xà vô tội đây. Họ muốn bắt ngươi sao? Là muốn bắt ngươi đi nấu canh rắn hay là ngâm rượu thuốc đây? Nàng còn ác hơn bọn họ đó. Nói ngắn gọn, vừa rồi ta bị phá quân truy đuổi gắt gao, quản quá không tìm được đường trốn nên mới đến đây. Thế nên tiện đường đến từ biệt với nàng. Đi như vậy không biết bao giờ mới gặp lại đây. Ngươi đang đùa với ta hay là nói thật vậy? Bọn họ thật sự muốn bắt ngươi sao? Ta có thể làm gì để giúp ngươi không? Hay là thế này đi, ngươi giả vờ bắt cóc ta, ngươi cầm dao dí vào cổ của ta. Ngươi có dao không? Ta đi tìm cho ngươi. Ngươi đợi một chút nha. Quay lại đi. Có phải nàng đọc nhiều chuyện truyền kỳ quá không? Ta không muốn bị quả thần thiêu thành cát bụi sớm đâu. Không phải là ngươi nói bọn họ muốn bắt ngươi sao? Ta có cách gì chứ? Vẫn chưa xem như hết thuốc chữa rồi đó. Nếu sớm giác ngộ được thì đâu đến bước đường này. Mọi người có phải hiểu lầm gì không? Ta nói là nếu như mọi người đã hiểu lầm, thật ra có thể ngồi xuống bình tĩnh nói, xóa bỏ hiểu lầm không phải tốt hay sao? Lại đây. Ta không lại đó đâu. Ngươi thả hắn ra ta mới qua. Nàng đi đi. Bản tọa không cần tiểu bồ đào nàng bảo vệ đâu. Bắt lại. Không phải chứ, Phát Xích Quân phạm tội gì? Tại sao bao nhiêu người bổ dây như thế? Giải thích với nàng sao? Phát Xích Quân à, tiểu ngư tiên quan, người đến thật đúng lúc. Có điều ngươi đến để khuyên nhủ hay là đánh lộn đây? Nếu để đánh lộn thì không cần đâu. Ta đoán một mình Phượng Hoàng là tiêu diệt được hắn rồi. Tiểu ngư tiên quan, mau đi khuyên họ đi. Bảo họ đừng đánh nữa mà. Ngươi mau đi khuyên đi, đừng nóng vội. Ta cần kiểm chứng một việc để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Yên tâm đi, trước mắt chúng ta vẫn chưa cần lấy mạng của hắn đâu. Phát Xích Quân,
Ngạn hữu, vừa rồi ta thấy thuật pháp hệ thủy của ngươi tu di rất mạnh, không biết gặp phải đại tông sư hệ thủy dạ thần điện hạ thì chịu được mấy chiêu. Dạ thần chúng ta chỉ tu thủy hệ, nếu không đánh thắng không phiền thì thêm chút quả linh điều chỉnh một phen. Linh Quả Châu là hắn, mau đi đi. Thử tiên, ta muốn gặp thiên đế. Điện hạ, đuổi theo. Đi. Không ngờ ngươi còn có đồng đảng. Để ta thay y phục, rồi tự sẽ nói trước mặt của thiên đế. Trong chừng hắn, cẩn thận hắn tự sát. Thuộc hạ hiểu. Mau đi đi. Trong buổi thọ yến đã thu hút sự chú ý của thiên hậu, dứt khoát đánh cho chúng trở tay không kịp, đụng đến cả chỗ thiên đế. Đây là bộ phận binh lực của điểu tộc. Khi ta đến Dực Miễu Châu đánh cờ cùng ẩn tước trưởng lão đã cố tình thu thập, giao cho ân chủ giúp ta. Muốn giao thì tự ông giao đi. Cầm lấy. Đừng quay lại. Việc hôm nay người đừng để tâm nữa. Tiên thượng đừng kích động. Có gì chúng ta có thể tính kế lâu dài. Mau đi đi. Vậy đồng ý với ta. Đầu tháng 3 chúng ta bàn tiếp ở hồ Động Đình. Được. Ngày quả thần niết bàn đánh bị thương giả thần, dùng băng lăng đánh lén quả thần, đều do ngươi làm. Tiểu tiên có tội, hôm nay đặc biệt tới tự thú mưu hại quả thần, đụng đến giả thần, tất cả tội danh tiểu tiên đều nhận. Ngươi có biết mưu hại con của thiên đế tội nặng thế nào không? Thiên hậu nương nương giá đáo. Bái kiến thiên hậu. Thiên hậu, nàng đến đúng lúc quá. Quả thần và dạ thần đã bắt được hắc y nhân về quy án. Tốt quá. Các ngươi tiếp tục thẩm vấn. Bản tọa cũng muốn xem rốt cuộc là kẻ to gan nào dám mưu hại đích tử của thiên đế. Có nhân chứng, vật chứng đó chứ. Khởi bẩm phụ đế, đêm quả thần niết bàn, nhi thần từng giao đấu với hắc y nhân, không cẩn thận bị Linh Quả Châu đả thương. Hôm nay thử tiên lại mặc đồ giả hành, xông vào Tuyền Cơ Cung. Bọn con tìm được vật chứng trên người của thử tiên. Viên Linh Quả Châu này từ đâu mà có? Cố nhân tặng. Cố nhân? Linh Quả Châu là chí bảo của thiên giới, tiền cấp của ngươi lại thấp kém. Rốt cuộc là ai? Dạ thần và quả thần có thù oán gì với ngươi?
mà ngươi lại hạ độc thủ chứ? Không có thù oán gì hết, mà xuất phát từ lòng căm phẫn. Căm phẫn? Ta hỏi ngươi, Xà Tiên Ngạn Hủ có phải là đồng đảng của ngươi hay không? Xưa nay hắn luôn ăn nói tùy tiện, trong thọ yến hắn bắt đi Cẩm Mịch Tiên Tử phá học chuyện lớn của ta, sao ta có thể là bạn hữu của hắn? Chuyện lớn? Ngươi thì có chuyện lớn gì? Rốt cuộc kẻ nào sai ngươi hãm hại quả thần chứ? Kẻ nào đã chỉ thị cho ngươi làm loạn thọ yến của bản tọa? Là thủy thần hay là giả thần? Phụ đế, lời này của mẫu thần không khỏi có chút phiến diện. Phụ đế, mẫu thần quan tâm quá ác loạn, nhất thời kích động, mong phụ đế hiểu cho. Thiên hậu, chú ý ngôn từ của nàng đi. Thiên hậu đừng dụ tiểu tiên cắn loạn người khác để tiêu diệt kẻ địch của mình. Chuyện này toàn do một mình ta gây ra, hay cho một tên thử tiên dám làm dám chịu? Vậy ta sẽ xem người có gánh nổi hay là không đây. Trình lên đây. Quả nhiên là thiên hậu. Khởi bẩm thiên hậu, thuộc hạ tìm kiếm khắp nơi, nhưng xà tiên trời sinh giả hoạt, hành tung quỷ dị, nên vẫn chưa tìm được tung tích. Vừa rồi thuộc hạ đến phủ của thử tiên bắt người, có điều tra ra được một mật hàm qua lại của hắn và các tiên gia khác. Mời thiên hậu xem thử. Người mau bí mật dụ thử tiên ra cho ta. Rõ. Đây chính là thư từ mà thử tiên thường xuyên qua lại với lại chúng tiên. Bệ hạ hãy xem rốt cuộc bình thường hắn qua lại với kẻ nào gần nhất. Nửa tháng sau, mời người đến hồ Động Đình hạ cờ. Thủy thần, chỉ là chơi cờ thôi, mà tại sao phải chạy đến nhân gian xa xôi chứ? Trong chuyện này chắc chắn có âm mưu. Truyền thủy thần. Dân. Thủy thần và ngươi có mưu đồ gì? Rốt cuộc trong hồ Động Đình ẩn chứa bí mật gì? Ta và thủy thần là bạn cờ lâu năm, chẳng qua chỉ hẹn gặp nhau trên hồ chơi một bàn cờ để giết thời gian mà thôi. Ta tìm được toàn cơ hội dân cẩm trong phủ của ngươi, ngươi giải thích ra sao về chuyện này? Cá truyền thư tính, hồng nhạn truyền tình. Thiên hậu quản hơi rộng rồi đó. Chỉ bằng bộ mặt này của ngươi, sợ là đã dùng yêu thuật tà ma để âm thầm trao đổi với thủy thần đi. Mỗi người có một cách nhìn khác nhau, sao giáp tử phủ ta lại có tư vật của thủy thần được chứ? Chẳng lẽ biện pháp che mắt được thu ở Lạc Tương phủ của hắn, hoặc là Tuyền Cơ cung? Đây là cách luyện hóa diệt nhật băng lăng. Đây là cấm thuật hệ thủy vô cùng am hiểm, cay độc. Từ lâu đã có người mưu đồ muốn đẩy Phượng Nhi của chúng ta vào chỗ chết. Mong bệ hạ tra rõ ngọn ngành, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thủy thần tiên thượng đến. Thử tiên. Bái kiến thiên đế, thiên hậu. Vừa rồi ta nghe nói đã bắt được hắc y nhân tập kết quả thần về quy án rồi. Đúng vậy, bây giờ đang tra xét định tội. Nếu không ngại, thủy thần cũng cùng nghe đi. Nếu quả thần và dạ thần đã không có thù oán gì với ngươi, thì tại sao phải bội nghịch thế này chứ? Rốt cuộc cấm thuật này là chỉ thị của ai? Ai là người đứng đằng sau của ngươi? Bí tịch diệt nhật băng lăng và linh quả châu quả thật được lấy từ thần cực của bệ hạ. Bệ hạ có thể tỉ mỉ hồi tưởng lại xem người đã từng tặng hai kiện linh bảo này cho ai. Vừa rồi tiểu tiên đã nói rõ, chuyện này không ai chỉ thị ta cả, toàn bộ do một mình ta gây ra, hoàn toàn xuất phát từ lòng căm phẫn. Có trách thì trách, quả thần là do thiên hậu sinh ra. Đồ tiểu nhân vô lại,
Người dám hỗn xược như thế sao? Hôm nay ta sẽ hỗn xược một lần, đem tội nghiệp của bà chiếu cáo khắp thiên hạ. Đồ Diêu, từ sau khi lên ngôi thiên hậu, bà đã ỷ thế lộng quyền, bành trướng điểu tộc,